Ở mùa giải vừa qua thì trung vệ Ben White là một trong những cầu thủ không thể thay thế nơi hàng hậu vệ của Arsenal. Anh chơi tốt cùng Gabriel ở trung tâm hàng thủ. Ban đầu, cầu thủ sinh năm 97 có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Anh thi đấu tại Nations League. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến Ben White phải rời tuyển để trở lại Arsenal điều trị chấn thương. Dường như cầu thủ người Anh đã hồi phục tốt. Trong một diễn biến mới nhất, anh được nhìn thấy là đi nghỉ cùng cô bạn gái của mình, Millie Adam. Ben White đã vừa cầu hôn bạn gái Misty Aaron. Hai người tỏ ra hạnh phúc trong kỳ nghỉ. White đã đăng bức ảnh chụp anh quỳ gối trên trang Instagram. Theo tiết lộ thì cô nàng 25 tuổi đã nhận lời cầu hôn của trung vệ đang khoác áo Arsenal. Cặp đôi cũng khoe những hình xăm ở mặt dưới cổ tay của họ. Không rõ chính xác là cặp đôi đã đi nghỉ tại đâu, nhưng khung cảnh White cầu hôn cho thấy tầm nhìn tuyệt đẹp từ bể bơi vô cực. Cặp đôi White và Misty cũng đã công khai mối quan hệ của mình vào đầu năm nay. Không rõ lần đầu tiên họ gặp nhau là khi nào, nhưng tình cảm của họ tiến triển rất nhanh. Với việc người đẹp 25 tuổi đã chấp nhận lời cầu hôn, một đám cưới sẽ diễn ra trong tương lai gần. White đã gia nhập Arsenal vào mùa hè năm ngoái trong một bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng từ Brighton. Hậu vệ này đã chơi 37 lần cho pháo thủ ở mùa giải đầu tiên tại St Emirates. Anh cũng có 4 lần khoác áo đội tuyển Anh. Cụ thể, theo xác nhận từ ký giả Fabrizio Romano, Arsenal chính thức có được chữ ký của Marquinhos, tài năng trẻ sáng giá thuộc biên chế của Sao Paulo. Thông qua trang cá nhân, ký giả người Ý cho biết. Thỏa thuận cuối cùng cho cầu thủ chạy cánh người Brazil Marquinhos đã được ký kết giữa Arsenal và Sao Paulo. Mọi thứ đã được hoàn tất theo một bản hợp đồng dài hạn với mức phí là 3,5 triệu euro. Hợp đồng của Marquinhos được thỏa thuận từ tháng 6 năm 2027. Tuy vẫn là một cái tên khá xa lạ đối với những người hâm mộ Arsenal, nhưng Marquinhos thực tế đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất của bóng đá Brazil. Kể từ thời điểm được đưa lên đội 1 của Sao Paulo, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đã liên tục thể hiện những màn trình diễn ấn tượng và anh đã đóng góp trực tiếp vào 7 bàn thắng của câu lạc bộ mùa này. Hiển nhiên, Marquinhos chưa thể trở thành một nhân tố chủ chốt trong đội của Arsenal ngay lập tức được. Nhưng dưới sự dẫn dắt của một vị thuyền trưởng mát tay trong việc phát triển những cầu thủ trẻ như là Arteta, người hâm mộ pháo thủ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào viễn cảnh Marquinhos sẽ bùng nổ trong tương lai gần. Hợp đồng hiện tại của Nketiah sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6 và nếu không chịu gia hạn, tiền đạo người Anh có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo tờ Standard, Arsenal đã xác nhận công khai rằng họ đã gửi đề nghị tới Nketiah. Pháo thủ tự tin rằng họ có thể giữ chân cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hearts sau những gì đã diễn ra vào cuối mùa. Anh ghi được 5 bàn trong 7 trận cuối cùng của Premier League. Một số báo cáo tiết lộ mức lương mới mà Nketiah có thể nhận rơi vào khoảng 100.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, khi mà tháng 6 vẫn còn chưa kết thúc thì tương lai của Nketiah vẫn đang bị bỏ ngỏ. Trong khi đó thì Arsenal đang thương lượng với một số tiền đạo khác. Dẫn đầu trong danh sách chuyển nhượng của họ là chân sút Gabriel Jesus của Man City. Vướng mắc nằm ở chỗ, Man City muốn nhận khoảng 50 triệu bảng, còn đội bóng chủ sân Etihad chỉ muốn chi khoảng 35 triệu bảng cho người chỉ còn lại 1 năm hợp đồng. Nhà báo Charlie Watts phát biểu trên kênh YouTube của mình hôm thứ Tư rằng Arsenal đang có lợi thế rất lớn trong việc ký kết vị tiền vệ của Leicester City, Tielemans. Pháo thủ hy vọng một thỏa thuận sẽ được thông qua khi cầu thủ này hoàn thành nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia. Giữa tuần qua, Tielemans đã gây ấn tượng mạnh trước Ba Lan khi cung cấp một đường kiến tạo và chơi đủ 90 phút. Tuyển thủ Bỉ sẽ còn chơi với xứ Nguyên vào ngày 12 tháng 6 và đối đầu với Ba Lan một lần nữa vào thứ Tư tuần sau. Đầu tuần này, Tielemans đưa tin Arsenal tự tin có thể chiêu mộ Tielemans vào mùa hè này. Ngay cả bản thân tiền vệ người Bỉ cũng bỏ ngỏ khả năng rời khỏi Leicester. Một thương vụ chuyển nhượng không nằm ngoài câu hỏi. Tielemans cho biết, tôi cảm thấy ổn khi ở Leicester, tôi được chào đón với một vòng tay rộng mở ngay từ ngày đầu tiên tôi tới đây. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ cho tới ngày cuối cùng. Nhưng tất nhiên, bạn phải lắng nghe những lời đề nghị khác, bạn phải nhìn vào sự nghiệp của mình và đôi khi bạn phải đưa ra lựa chọn. Trong khi đó thì ký giả Fabrizio Romano khẳng định Arsenal là một trong 3 câu lạc bộ đã có mặt trong cuộc đua giành Tielemans. Còn Joe Pesci của Telegraph đã tiết lộ rằng Arteta đang thúc đẩy Arsenal ra giá 25 triệu bảng cho Tielemans, người đã có 7 bàn và 5 kiến tạo trên mọi một trận ở mùa giải vừa qua. Sau quãng thời gian chinh chiến tại Premier League, cuối cùng Lacazette đã quay trở về mái nhà xưa Lyon, nơi tự giúp anh nằm lên tên tuổi. Dù không có duy trì phong độ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng với sự dày dặn về mặt kinh nghiệm, chân sút người Pháp vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch cạnh tranh danh hiệu của đội bóng chủ sân Gelprama mùa tới.
Chưa dừng lại ở đó, theo nguồn tin từ Metro, tiền đạo 31 tuổi còn mách nước cho Lyon với mục tiêu chuyển nhượng phù hợp. Trong một phát biểu mới đây, Lacazette từng khẳng định Tolisso là sự bổ sung đáng kể cho tuyến giữa của Lyon khi ngôi sao người Pháp rời Bayern theo dạng cầu thủ tự do vào hè này. Cậu ấy sẽ là một cầu thủ tự do và câu lạc bộ có thể xem xét phương án chiêu mộ. Lacazette nói, tôi đang thúc giục cậu ấy quay trở lại, tôi không biết về bất kỳ điều gì về những đề nghị khác. Hiện tại, Tolisso cũng đang nhận sự quan tâm từ phía Man United, đặc biệt là Arsenal, câu lạc bộ cũ của Lacazette. Hai câu lạc bộ hàng đầu Premier League tin rằng, với kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường châu Âu cùng khả năng công thủ toàn diện của mình, Tolisso có thể giúp họ giải quyết bài toán đau đầu nơi tuyến giữa.